Cả nhà mình ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm hai công thức nước ép rất giàu dinh dưỡng từ rau diếp cá. Bởi vì rau diếp cá là một trong loại rau rất là quen thuộc ở người dân Việt Nam chúng ta, rất là có sẵn. Cho nên là em sẽ làm hai công thức nước ép liên quan đến rau diếp cá rất tốt cho vấn đề lợi tiểu, tiểu bút, tiểu sắt và chống viêm. Thì vị này cũng rất là ngon. Mình sẽ gồm có một nắm rau diếp cá cả nhà nhé. Và mình sẽ gồm có khoảng một miếng dứa, anh chị em mình dùng khoảng một miếng dứa. Và mình nếu có chanh thì cho chanh, nếu không có chanh thì cho quất, cho hai hoặc ba quả quất hay là quả tắc ấy. Công thức đầu tiên là rau diếp cá với dứa với quả quất, rồi mình cho vào máy mình ép được không ạ? Rau diếp cá lúc đầu mình mới ăn chưa quen là nó hơi tanh tanh ấy. Nhưng mà khi mà mình làm sinh tố hay là mình ép thì mình ăn sống dần dần nó rất là ngon cả nhà. Và cái công thức này nó có cái vị hơi chua chua cho nên rất là dễ uống và nó có tính chất kháng viêm, chống viêm, lợi tiểu. Chúng ta cho vào đây quả quất, quả tắc, cho cả hạt, cả vỏ vào, chúng ta cho vào máy để chúng ta ép lên. Xong cái vị đầu tiên, cái công thức này là Emma đã phải học từ của mẹ của Emma, bởi vì vườn nhà quê có một vườn rau diếp cá rất là tốt thì mẹ rất hay làm công thức này cho gia đình uống vào mùa hè, rất giải tốt cho giải nhiệt. Và vị này cũng rất là ngon, thì đây là vị đầu tiên nhé. Sau đó mình sẽ làm vị thứ hai. Cái vị thứ hai chúng ta làm công thức này cũng rất dễ uống này, nó có vị ngọt nhẹ này, nó dùng có cà rốt, chúng ta dùng 2-3 củ cà rốt là một nắm rau diếp cá. Và bây giờ mình cũng cho vào máy mình ép luôn nhé. Công thức thứ hai này cũng rất là ngon cả nhà. Cả nhà mình uống lên với vị ngọt, bởi vì rau diếp cá nó có cái vị chua ấy. Thì ngoài ra chúng ta, em sẽ hướng dẫn thêm chế độ ăn uống cho anh chị em mình cải thiện cái vấn đề liên quan đến tiểu bút, tiểu sắt hay là vấn đề liên quan đến đường tiết niệu, hay là con trai thì có vấn đề là tiền luyến tuyến, nghĩa là tiểu đêm với cả nhà. Thì rau diếp cá có tính chất là lợi tiểu rất là tốt. Thì trong ngày chúng ta cố gắng là kết hợp với chế độ ăn uống, ăn sạch sống khỏe, như là ăn thực phẩm rau củ quả đa dạng ngũ sắc, nhiều màu sắc, và chúng ta ăn chay healthy. Nếu chúng ta có vấn đề liên quan đến bệnh lý, chúng ta cố gắng ăn chay healthy, chúng ta nhanh phục hồi cả nhà nhé. Và mình bổ sung đến 1 hoặc 2 ly nước ép rau củ khác nhau trong ngày. Một ly nước ép này và bữa ăn phụ đều rất là tốt cho mình. Thì sau video này em cầu chúc cho tất cả anh chị em mình một đại gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.